Thưa quý vị, tiếp tục phiên chất vấn vào sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn của đại biểu các nhóm vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, việc độc quyền thương hiệu vàng miếng quốc gia và có hỗ trợ lãi suất dài 2%. Trả lời chất vấn của đại biểu về việc cấp hạn mức tín dụng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết nước ta có đặc thù riêng. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là nước lệ thuộc vốn ngân hàng lớn nhất thế giới. Điều này có nguy cơ rủi ro, nên công cụ cấp hạn mức tín dụng này vừa qua hiệu quả, chặn được các cuộc đua lãi suất, huy động tín dụng cao. Từ góc độ của các tổ chức tín dụng, khi mà họ thành lập, thì tổ chức tín dụng nào cũng mong muốn là phải được tăng trưởng tín dụng nhiều. Thế nhưng mà Ngân hàng Nhà nước thì phải đứng ở trên cái góc độ điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu mà đáp ứng được cái yêu cầu của các tổ chức tín dụng, thì chính sách tiền tệ sẽ không đạt được cái mục tiêu là kiểm soát lạm phát. Tại phiên chất vấn sáng nay, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dành thời gian giải thích việc chọn SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Theo Thống đốc, SJC là thương hiệu vàng được người dân ưa chuộng từ trước khi có Nghị định số 24 về chống vàng hóa ra đời. Thế thì khi mà đánh giá tình hình và để quyết định xem là sản xuất vàng miếng như thế nào, thì chúng tôi đánh giá tại cái thời điểm đó thì có một số những cái thương hiệu vàng ngoài cái thương hiệu SJC, nhưng mà thương hiệu vàng SJC là chiếm khoảng trên 90% trên thị trường. Nếu như mà lựa chọn đưa ra một cái thương hiệu vàng của Ngân hàng Nhà nước riêng, hoặc là lựa chọn một trong số các cái thương hiệu mà không phải SJC, thì như vậy mất rất nhiều chi phí của xã hội. Việc có sửa Nghị định số 24 hay không, Thống đốc cho biết đã mất nhiều công sức để có được sự ổn định thị trường. Giờ cho các thương hiệu khác sản xuất vàng miếng thì cần đánh giá kỹ lưỡng. Vì thế, nếu sửa Nghị định 24, sẽ xin ý kiến các bộ ngành liên quan. Về gói hỗ trợ lãi suất dài 2%, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, gói trợ dài hỗ trợ này nằm trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế thì phải doanh nghiệp có khả năng trả nợ phục hồi. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải cho dài đúng đối tượng. Phát biểu tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ chỉ rõ, việc triển khai thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn chậm, nhất là việc triển khai gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%. Trong thực tế, việc xử lý nợ xấu theo nghị quyết của Quốc hội chưa đạt được mục tiêu, áp lực nợ xấu gia tăng. Việc xử lý các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng yếu kém cần phải huy động lớn nguồn lực và chưa có tiền lệ nên còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng còn bất cập, nhìn chung chưa có tiêu chí phương thức thống nhất, việc điều chỉnh trong năm cũng chưa linh hoạt, còn bị động. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí hoạt động và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế như Nghị quyết 43 còn rất là có nhiều thách thức. Cuối buổi chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn đại biểu về trách nhiệm của ngành liên quan đến công tác phòng chống thất thoát lãng phí trong việc triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực trạng và giải pháp xử lý các tồn động trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.